Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Cường Hàng Bãi ạ. Thì hôm nay em có lên thêm một số đồ nghề bãi Nhật nha các bác. Hôm nay thì em có về được thùng đồ nghề này các bác này. Đó, có thùng đồ nghề rồi có một số mẫu ấm gang nha các bác. Rồi có bộ dây cảo này các bác này. Đó, cảo hàng hóa. Rồi có một số bộ tô, một số cái tô ngũ sắc nha các bác. Đó, ngũ sắc. Rồi bình giữ nhiệt, kính lúc hàn, rồi một số đồ đồng này. Đó, bình trà. Rồi một số chân đèn cầy bằng đồng nhá các bác, bình bông, kéo tỉa hàng rào, các loại búa nhá. Đó, gậy trống này. Rồi dao liều, đó các loại kìm nữa nhá các bác. Đó. Hôm nay thì em lên video mã D nha các bác. Mã số D1 là một cái thùng đồ nghề nhá các bác. Đó, thùng đựng đồ nghề. Thùng này thì ở trên chóc thùng nó có hiệu Tunbook đây nhá các bác, Tunbook và có một cái quai sách ở trên đầu này. Đó, lớp sơn còn đẹp nhá. Đó, thùng thì không có bị cong vênh móp méo gì nha các bác. Đó, lớp sơn còn rất là đẹp. Thì ở hai bên của thùng thì có hai cái chốt gài ở hai bên này. Đó. Đó. Có hai chốt gài hai bên nhá. Đây. Đó, bên trong thùng đẹp nhá. Thì kích thước của cái thùng này thì chiều dài của thùng là được 42. Chiều dài 42, chiều rộng là khoảng 14 nhá. Đó, chiều rộng 14. Còn chiều cao thì khoảng cao được 11 nhá. Đó, dài 42, rộng 14 và cao 11. Và chiếc thùng này cân nặng của nó là nặng 1,3 kg nha các bác. Đó, nặng 1,3 kg. Mã số D1, thùng này 190.000 nhá. D1 190.000. Mã số tiếp theo D2 là một cái thùng đồ nghề loại lớn nhá. Đó, thùng này thì loại lớn hơn này. Cũng có hiệu Tunbook ở trên chốc thùng nhá và có một cái quai sách ở trên đầu đây. Thùng này thì cũng còn đẹp nhá, cũng không có cong vênh móp méo gì. Đó, lớp sơn còn rất là mới các bác, cũng có hai cái chốt gài ở hai bên đây nhá. Đó, hai chốt gài hai bên. Đó. Bên trong thùng đẹp nha các bác. Đó. Thì, kích thước của cái thùng này thì chiều dài của nó là được dài 42 nha các bác. Dài 42, còn chiều rộng này. Chiều rộng của nó thì rộng được là 19 và chiều cao thì cao được là cao khoảng 14 nhá. Đó, cao 14 và cân nặng của thùng này thì nặng được 1,7 kg nhá các bác. Đó, nặng 1,7 kg. Mã số D2 thùng này 270.000 nhá. D2 là 270. Mã số tiếp theo D3. D3 thì ở đây em có một số cái bộ cảo này các bác này. Đó. Đó, một số cái bộ cảo hàng hóa nhá. Bộ cảo này thì nó là hàng bãi mà chưa qua sử dụng. Đó, thì còn mới nguyên nhá, chưa xài. Đây thì nó có một cái tăng đưa đây nha các bác. Đó, một tăng đưa này. Đây, cái móc sắt của nó rất là dày dặn và cứng cáp luôn. Đó, một cái tăng đưa. Đó, cái này thì mấy bác mà có đi hay đi xe tải, xe ba gác á, thì rất là hay sử dụng để cảo rồi chằng hàng hóa nhá. Đó, một cái tăng đưa. Và một cái cuộn dây đây nha các bác. Có một cuộn dây này thì dài được là 5 mét này. Đó, dây người ta may 3 đường chỉ rất là chắc chắn luôn nhá. Đó, đường kính của cái dây này thì nó sẽ rộng được là 5 cm nhá. Đó, rộng 5 cm. Cuộn dây dài 5 mét nha các bác. Đó, dài 5 mét và cuộn dây này thì nó cũng có một cái đầu móc đây nhá. Đó, đầu móc sắt rất là dày và cứng cáp luôn nhá. Đây. Đó, thì một bộ dây cảo như này gồm một cái tăng đưa và một cái cuộn dây dài 5 mét. Đó, mã số D3 190.000 nha các bác. D3 190.000 một bộ này nhá. Cái này thì em còn nhiều nhá. Các bác lấy bao nhiêu bộ cũng có. Đó, gồm một cái tăng đưa và một cái cuộn dây dài 5 mét nhá. Đó, có hai đầu móc như này. Đó, có hai đầu móc. Một bộ D3 như này 190 một bộ nhá các bác. D3 190.000 một bộ. Mã số tiếp theo. Mã số D4 là một cái ấm gang đây nhá các bác. Có một cái ấm gang. Ấm gang này thì còn mới nhá, đây, rất là mới. Và đây thì có đóng mộc của Nhật đây nhá các bác. Nó có mộc của Nhật này. Đó, đây thì có một miếng lưới lọc đây nhá. Nó bên trong của ấm rất là đẹp luôn nhá, không có bị rỉ sét gì cả. Đó, xung quanh rất là đẹp. Thì thể tích của cái ấm gang này thì nó sẽ được khoảng 400 ml nhá các bác. Có 400 ml. Và chiều cao của cái ấm này cao được 8 cm. Đó, đường kính miệng thì nó khoảng tầm 5,5. Đó, có một miếng lưới lọc nhá. Đó, chiếc ấm gang này rất là mới đây các bác. Gần như là mới luôn nhá.
Thể tích là 400ml nha bác, 400. Mã số D4 là 650.000 nhá. D4 650.000. Mã số tiếp theo D5 cũng là một cái ấm gang này. Đây, cái ấm gang này thì cũng gần như là mới, chưa qua sử dụng. Nó rất là đẹp, các bác có thể thấy bên trong đẹp nhá. Và xung quanh của nó thì nó người ta có làm nó sần sùi như kiểu da cóc, da cá sấu các bác. Nó sần sùi như kiểu da cóc ấy. Rất là đẹp nhá. Đó. Thì thể tích của cái ấm này thì khoảng tầm 300ml nha bác. Đó, khoảng 300ml. Thì chiều cao của ấm thì cao được khoảng tầm 7,5. Còn đường kính miệng của nó thì rộng được 5,5 nhá. Đó. Cái ấm gang mã số D5 này 600.000 nha bác. D5 là 600. Rất là đẹp. Mã số tiếp theo D6 cũng là một cái ấm gang. Đây, cái này thì cũng còn đẹp nha bác. Đó, còn đẹp. Đây thì có đóng mộc đây nhá, trong cái hình bông hoa này. Đó, có đóng mộc trong hình bông hoa. Rất là đẹp, không có bị reset gì hết nhá. Đó, bên trong còn đẹp. Ấm này thì thể tích nó cũng khoảng tầm 300 nha các bác. Đó, khoảng 300ml. Chiều cao của nó thì cao được là 9cm này. Đó, cao 9cm và đường kính miệng thì rộng được là khoảng 6cm nhá. Đó, đường kính miệng rộng 6cm. Một cái ấm gang mã số D6 này 550.000 nhá. D6 550.000. Mã số tiếp theo D7. D7 là một cái đĩa bằng gốm ngũ sắc này các bác này. Đó, đĩa gốm ngũ sắc nhá. Đây. Rất là đẹp này các bác này. Nó có hình cây hoa đào, hoa mẫu đơn này. Đó. Rất đẹp luôn nhá. Các bác có thể thấy hoa đào, hoa mẫu đơn. Rồi, ở mặt sau của nó này các bác. Đây, mặt sau có chữ này, có số hiệu luôn nhá. Đó, mặt sau có chữ, có số hiệu này. Đó, bằng gốm ngũ sắc của Nhật nha các bác. Đó, gốm ngũ sắc của Nhật. Đĩa này các bác có thể mua về trưng bày sưu tầm, rất là đẹp nhá. Đó. Bỏ trong tủ kính trưng bày sưu tầm cũng rất là đẹp. Đó, hoa văn. Đó, hoa đào, hoa mẫu đơn. Đường kính của cái đĩa này thì nó sẽ được là 30 nhá. Đó, đường kính đĩa là 30. Đĩa mã số D7 này 900.000 nhá bác. Đó, D7 là 900.000, rất là đẹp. Mã số tiếp theo D8. D8 là một cái tô ngũ sắc nha bác. Đó, một cái tô ngũ sắc của Nhật. À, chưa qua sử dụng nhá. Thì ở trong cái tô này á, thì nó có có hình núi Phú Sĩ này, rồi phong cảnh cây cối nhà này, làng mạc. Đó, sông núi nha bác. Đó. Ở bên trong các cái viền này người ta vẽ vàng này các bác này. Đó, các cái viền người ta vẽ vàng luôn nhá. Đây thì đây trong này nó cũng có các cái loại hoa. Đó. Rất là đẹp, đây các bác có thể xem kỹ. Đẹp nha bác. Và cái viền của cái tô này nó bằng viền sô cô la nhá. Đó, viền sô cô la. Đây dưới này có đóng mộc luôn nhá. Đó. Đây xung quanh thì có các cái hoa văn này. Đó, xung quanh có các hoa văn rất là đẹp. Đó. Một cái tô ngũ sắc thì đường kính của cái tô này thì được là 24 nha bác. Đó, còn cái lòng trong này nó sẽ sâu được khoảng tầm 6cm nhá. Đó, sâu 6cm. Và chiều cao của cái tô này thì nó cao được khoảng tầm 7cm nhá. Nó cao 7cm. Và số D8 này là 850.000 nha bác. Đó, D8, một cái tô 850.000. Và số tiếp theo D9. D9 cũng một cái tô gồm ngũ sắc nha bác. À, con này thì cái tô này thì nó là dòng gốm ngũ sắc đứng đầu của Nhật luôn nhá. Đây, bên trong này có các cái hoa rất là đẹp luôn này các bác này. Đó. Các cái hoa rất là đẹp. Thì cái viền của nó là viền người ta vẽ vàng nhá bác. Đó, viền của tô là vẽ vàng. Đây, các bác có thể thấy này. Đó, và bên trong này các cái chi tiết người ta cũng có vẽ vàng nhá. Đó. Đây, xung quanh này thì rất là nhiều các cái loại hoa văn này. Đó, xung quanh của tô rất nhiều hoa văn đẹp nhá. Đặc biệt thì phần dưới đáy của nó này, đó cái viền sô cô la và chữ là chữ vẽ vàng luôn. Đó, đứng đầu của Nhật luôn nhá. Cái dòng này đứng đầu Nhật này. Nó gốm ngũ sắc. Đây, dưới đáy này viền sô cô la và chữ là chữ vẽ vàng. Thì kích thước của cái tô này thì đường kính của nó là được 19 nhá. Đường kính 19, còn cái lòng trong thì nó sâu khoảng tầm 7 cm. Và chiều cao của cái tô này thì nó sẽ cao được là 8,5. Đó. Cái tô mã số D9 này 900.000 nha bác. D9 là 900.000. Mã số tiếp theo D10.
D10 là một cái bộ 5 cái chén ăn cơm nha bác. Đó, một bộ 5 cái chén bát ăn cơm. Đó. Đây, cái này cũng bằng gốm ngũ sắc của Nhật nhá. Đó, mới chưa xài. Bây giờ đáy của cái chén này có đóng mọc đây nhá. Đó, xung quanh thì có hoa mẫu đơn này. Đó, hoa mẫu đơn rất là đẹp. Đó, và viền của cái chén này là viền sô cô la và nó cái miệng của nó thì hình bông hoa này. Đó, miệng hình bông hoa nhá. Rất là đẹp luôn nhá. Đường kính của cái chén này thì nó sẽ được là 12 nha các bác. Đó, đường kính chén 12. Còn cái lòng trong thì nó sâu khoảng tầm 4 cm nhá. Và chiều cao của cái chén này thì nó sẽ cao được là khoảng tầm 5 cm. Đó. Một bộ như này 5 cái nha các bác. Đó, một bộ như này là 5 cái. Đó, 5 cái chén gốm ngũ sắc rất là đẹp, viền sô cô la. Đó, một bộ 5 cái chén ăn cơm như này mã số D10 này là 550.000 nha các bác. Đó, D10 này 550.000. Số tiếp theo D11 thì là bình giữ nhiệt nhá bác. Đó, ở đây em có một cái bình giữ nhiệt, thể tích của nó là 1 lít và nó hiệu của nó là hiệu Joji Rushi Made in Japan. Đó, có logo hình con voi đây nhá bác. Thể tích 1 lít nhá bác. Bình này thì nó có hai màu, màu xanh và màu vàng nhá. Đó, các bác lấy màu nào thì lấy. Đó, có màu xanh màu và màu vàng. Đây, thì nó có một cái que xách bằng nhựa đây này các bác này. Đó, đây phần nắp đậy của nó đây. Bên trong thì nó có một cái miếng để lọc này. Đó, miếng lọc inox 304 nha bác. Giữ nhiệt rất là tốt, sử dụng nóng lạnh đều được nhá. Đó, sử dụng nóng lạnh đều được. Thể tích là 1 lít nha bác. Đó, thể tích 1 lít. Và chiều cao của cái bình giữ nhiệt này nó cao được 21 nhá, cao 21. Đó, hiệu Joji Rushi Made in Japan. D11 là 230 một cái nha bác. Đó, D11 230 một cái. Có hai màu, màu xanh và màu vàng. Số tiếp theo D12. D12 là một cái bộ hai cái ly uống rượu bằng pha lê nha các bác. Đó, một bộ hai ly uống rượu bằng pha lê mới chưa qua sử dụng. Đó, hàng Nhật còn nguyên trong hộp giấy đây nhá. Đây. Bằng pha lê còn nguyên tem mác của Nhật đây các bác nhá. Đó, có chữ Haubitz Japan này. Đó, Haubitz Japan. Bằng pha lê thì rất là đẹp luôn nha bác. Đó. Nó có hai cái này thì các bác có thể mua về trong gia đình của hai vợ chồng ấy thì mỗi người một cái nhá. Sử dụng uống rượu vang. Đó, mỗi người một cái. Còn là cái bộ 2 ly này thì các bác có thể mua về làm quà đi tặng cũng được, rất là sang trọng. Đó. Rồi nó còn nguyên trong hộp đây nhá. Đó, mua về uống rượu vang hoặc làm quà đi tặng nha các bác. Đó. Bằng pha lê. Đây. Đó, bằng pha lê nha các bác. Thì chiều cao của cái ly này thì nó cao được là 19 này, cao 19. Còn đường kính miệng ly thì được là 5 cm nha bác. Đó, đường kính miệng ly 5 cm. Đó, các bác nhìn hai cái ly này thì đẹp khỏi bàn rồi. Đó, có cái hộp cũng rất là đẹp luôn nhá. Đây. Còn nguyên trong hộp giấy này, crystal này, đó, pha lê. Đây, Hoja Crystal Japan nhá. Đó, Japan. Thì một bộ hai cái ly pha lê như thế này D12 1.200.000 nha bác. Mã số D12, 2 ly này 1.200.000. Đến mã số tiếp theo D13. D13 ở đây em có hai cái ly bằng gốm của Nhật này. Đó. Đây, hai cái ly để các bác sử dụng uống trà, uống cà phê nhá. Hàng còn nguyên trong hộp giấy chưa qua sử dụng. Đây. Đó, có một cái ly và có một cái nắp đậy đây nha các bác. Đó, có một cái nắp đậy. Đó, sử dụng ly này uống trà, uống cà phê. Đây, có hình hoa rất là đẹp này các bác này. Đó, dưới thì có đóng mộc nhá. Đó, có đóng chữ. Đó. Rất là đẹp luôn. Thì chiều cao của cái ly này thì nó cao được là 7 cm này. Đường kính miệng ly thì được là 7 cm luôn nhá. Và cái lòng trong này nó sẽ sâu được khoảng tầm 6 cm. Đó. Đây, men rạ này các bác. Đó, bên trong nhìn men rạn rất là đẹp. Đó, có một cái nắp đậy đây nhá. Đó, nắp đậy rất là sang trọng. Đó, phần nắp đậy thì người ta có thiết kế một cái quay ở đây này để các bác gác cái thìa nhá. Đó, gác cái thìa thì muỗng lên đây. Đó, rất là tiện lợi. Đây. Một cặp như này nhá các bác, hai cái. Giống y đúc nhau. Trong gia đình thì các bác hai vợ chồng có thể mua mỗi người một cái nhá. Uống trà, uống cà phê. Đó.
rất là đẹp luôn đấy các bác, mới chưa xài luôn nhé. Mã số D13 đó, hai cái ly này là 500.000 nhé bác. Mã số D13 hai ly gốm Nhật này 500.000, còn nguyên hộp giấy luôn. D13 500.000. Đến mã số tiếp theo, mã số D14 là một cái kính lúp hàn nhé các bác. Đó, kính lúp hàn này cũng hàng chưa xài, mới nhé các bác. Đây, kính lúp hàn thì chuyên sử dụng cho mấy bác mà có sửa đồng hồ điện thoại máy tính nhá. Đó, sửa các cái bảng mạch điện tử. Đây thì nó có một cái mặt kính lúp to này. Đó, và nó có một mặt kính lúp nhỏ ở đây nhá. Một mặt kính nhỏ để các bác nhìn rõ các cái chân linh kiện điện tử. Đó. Đây, phần bên dưới này thì nó sẽ có hai cái miệng kẹp để kẹp các cái bảng mạch điện tử nhá các bác. Rồi. Đây thì bên hông nó có một cái giá để các bác bỏ mỏ hàn nhá. Đó, có các có gọn ốc ở xung quanh để điều chỉnh độ chặt lỏng này. Và cái đế của cái kính lúp này thì nó bằng gang nhá các bác. Đó, đế bằng gang. Cái này mà khi các bác có làm việc buổi tối á thì đây, các bác có thể lắp pin vào đây này. Nó lắp pin vào phần đây nhá, lắp A cục pin tiểu vào đây. Và bên dưới của kính lúp này nó sẽ có hai cái đèn bóng đèn nhỏ. Đó, hai bóng đèn nhỏ để các bác làm việc buổi tối nhá. Bên hông thì có cả công tắc để tắt mở đèn luôn. Rất là tiện lợi. Đó. Thì đường kính của cái phần đây, phần kính này thì nó sẽ được là khoảng tầm 8,2 nha các bác. Đó, khoảng 8,2. Trên dành cho mấy bác mà có sửa đồng hồ điện thoại máy tính nhá, sửa các cái bảng mạch điện tử. Mã số D14, kính lúp hàn này 250.000 nhá. D14 250.000. Đến mã số tiếp theo. Mã số tiếp theo D15. D15 là một cái đây, một cái tượng ông Phật Di Lặc ôm con cá chép đúc bằng đồng nhá các bác. Đó, đúc bằng đồng. Đây, ông Di Lặc đang ôm con cá chép và con cá chép có đeo tiền vàng đấy nhá các bác. Đó, đeo tiền vàng. Đó. Còn rất là đẹp luôn nhá. Đây, và bên dưới đáy thì có đóng mộc đấy nhá các bác. Đó, có mộc chuyện đầy đủ nhá. Đó. Được đúc bằng đồng nhá. Ông Phật Di Lặc ôm con cá chép nha các bác. Chiều cao của đây, chiều cao là được 10 cm này. Còn chiều ngang của nó thì khoảng tầm chiều ngang nó khoảng 10,5. Đó, ngang 10,5 nhá. Đó, Phật ông Di Lặc ôm con cá chép đeo tiền vàng nhá. Đó. Được đúc bằng đồng nha các bác. Mã số D15 600.000 nhá. D15 là 600 nha các bác. Mã số tiếp theo D16 cũng là một cái tượng Phật ông Di Lặc này. Đó, cũng được đúc bằng đồng. Cái này thì ông Di Lặc đang ngồi ôm một đây. Tay phải thì ôm một cái bình hồ lô và tay trái thì ôm một cái thỏi tiền này. Đó, thỏi tiền vàng. Đó, cũng rất là đẹp nhá. Bên dưới đáy thì cũng có mộc truyện đầy đủ nhá. Đó, được đúc bằng đồng nhá các bác. Phật ông Di Lặc ôm cầm một tay cầm một cái bình hồ lô và một tay cầm thỏi tiền vàng. Đó. Chiều cao của ông này thì cao được 10 cm, còn chiều ngang này. Chiều ngang là khoảng tầm 9 cm nha các bác, ngang 9 cm. Đó, mã số D16 cũng là 600 nha các bác. Đó, D16 600.000. Mã số tiếp theo D17. D17 là một cái bộ 6 cái ly uống rượu bằng đồng đấy các bác này. Đó, 6 ly uống rượu bằng đồng nha các bác. Đây. Ở xung quanh thì người ta có đúc nổi hình con rồng đấy các bác này. Đó, có hình các con rồng ở xung quanh cái ly nhá. Và dưới đáy thì cũng có đóng mộc luôn nhá các bác. Đó, dưới đáy của ly nào thì cũng có mộc hết nhá. Đó, một cái ly uống rượu bằng đồng. Ly này thì nó rất là dày luôn này các bác này. Đó, rất là dày dặn luôn nhá. Độ dày nó tới gần 3 ly luôn này các bác. Đó. Rất là dày. Thì chiều cao của cái ly này nó sẽ cao được khoảng tầm 4 cm nhá. Nó cao 4 cm. Và đường kính miệng ly thì được là 4,5. Đó, đường kính miệng 4,5 nhá. Đó. Một bộ 6 cái ly uống rượu bằng đồng như thế này D17 là 550.000 nha các bác. Đó, D17, một bộ 6 ly uống rượu 550.000. Mã số tiếp theo D18. D18 là một cái bình đựng trà nha các bác. Đó, một cái bình đựng trà. Đó, bình đựng trà này thì còn rất là mới và rất là nhiều chữ luôn. Đó, chữ thì tùm lum tùm la rất là nhiều. Và bên dưới đáy thì cũng có đóng chữ nha các bác.
ở trên phần nắp đậy của nó này. Đó, có một cái chữ nổi to đây nhá. Thì chiều cao của cái bình đựng trà này nó sẽ cao được là khoảng tầm 9 cm nha bác. Đó, cao 9 cm. Và đường kính miệng bình này thì nó sẽ được là khoảng tầm 6,5 nhá, đường kính miệng 6,5. Đó, một cái bình đựng trà. Các bác mua về đựng gia vị cũng được. Đó, đựng muối, bột ngọt cũng được nhá. Đựng trà, đựng cà phê gì đó. Số đêm thì 8 500.000 nhé bác, đêm 18 là 500. Số tiếp theo đêm 19 là một cái sông trầm bằng đồng nhé. Đó, một cái sông trầm bằng đồng. Sông trầm này thì cái phần nắp của nó có hình bông hoa sen này. Đó, hình bông hoa sen. Và ở xung quanh thì nó có hai cái quai ở hai bên nhé. Phần đáy thì có ba chân và có đóng bọc ở dưới đáy luôn. Đó, ở trên nắp này của nó thì nó sẽ có 6 cái lỗ để cho khói nó bay lên nhé. Đó, và ở xung quanh này thì người ta cũng có làm đây, mỗi bên 2, 4 này cũng có 6 cái lỗ ở xung quanh nhé các bác, để cho khói nó tỏa ra xung quanh nhé. Đó. Thì chiều cao của cái sông trầm này nó sẽ cao được 8 cm này. Đó, cao 8 cm nhé. Còn đường kính miệng của nó thì nó sẽ đường kính miệng là 6,5 nhé. Đường kính miệng 6,5. Đó, một cái sông trầm mã số D19 này là 500.000 nhé các bác. D19 500.000. Số tiếp theo D20 cũng là một cái sông trầm bằng đồng. Đó. Sông trầm này thì người ta ở xung quanh của nó này, người ta có đúc nổi các cái hình 12 con giáp nhé các bác. Đó, mỗi bên có 6 con vật này. Đó. Đó, được đúc nổi hình 12 con giáp. Ở hai bên của nó thì cũng có hai cái quay ở hai bên đấy nhé các bác, hai quay hai bên. Phần đáy thì có ba chân và có đóng chữ ở dưới đáy luôn nhé. Đó. Đây, phần nắp của nó thì có một hình con sư tử ngồi ở trên nắp này. Đó, hình con sư tử ngồi trên nắp nhé. Một cái sông trầm bằng đồng có hình 12 con giáp nhé các bác, hình 12 con giáp. Thì chiều cao của cái sông trầm này thì nó sẽ cao được khoảng 13 cm nhé. Đó, cao 13 cm. Đường kính miệng thì được là 5,5. Mã số D20. D20 550.000 nhá mấy nhá. D20 550.000. Mã số tiếp theo. Mã số tiếp theo D21 là một cái đồng hồ đấy các bác này. Một cái đồng hồ của Nhật nhá. Đó. Đây, hàng bãi của Nhật. Thì đồng hồ này thì chất liệu của nó là bằng kim loại nhá các bác, kim loại mạ này. Mạ như kiểu mạ màu đồng nhá các bác. Đó, nó bằng kim loại mạ màu đồng. Đây thì nó có đóng ngay hiệu đấy nhá, Alike Room này. Đó. Một bên thì có hình chú chuột Mickey này và một bên có hình cô gái đây nhá bác. Đó, cô gái của châu Âu. Cô gái người châu Âu nhá. Đó, đây có một cái cọng dây xích nữa này. Trên đầu này thì có một cái móc này để các bác có thể treo lên cũng được nhá. Đó, và số của nó là số La Mã nha các bác, số La Mã. Đó, mặt kính đồng hồ thì cũng còn khá là đẹp. Đây, mặt sau của nó thì đây có đóng chữ đây các bác nhá, Made in Japan này. Made in Japan, sử dụng một cục pin tiểu nhá. Ở dưới phần đáy của cái đồng hồ này thì người ta có dán một cái miếng nỉ vào đây này, để khi các bác có đặt lên trên bàn ấy thì nó sẽ không có bị trơn trượt nhá. Chiều cao của cái đồng hồ này thì nó sẽ cao được 18 này, và chiều ngang thì nó khoảng cũng khoảng tầm 18 luôn nhá các bác. Mã số D21 950.000 nhá các bác nhá. D21 950.000. Số tiếp theo D22. D22 là một cái cặp chân đèn cầy bằng đồng nhá các bác. Đó, cặp chân đèn cầy bằng đồng. Đó, còn rất là đẹp luôn nhá. Đây thì ở trên này thì người ta có đúc nổi hình hoa đào và hình chim nhá các bác. Đó, hình hoa đào và hình con chim. Đó. Đây. Rất là đẹp. Đó. Ở dưới phần đáy của nó đây nhá các bác. Ở trên phần đầu thì nó có một cái đầu mũi nhọn để các bác cắm nến, cắm đèn cầy lên đây nhá. Đó, cắm nến, cắm đèn cầy lên đây. Đó, để ở hai bên bàn thờ. Đây trưng bày sưu tầm cũng rất là đẹp luôn. Một cặp chân đèn cầy thì bằng đồng nhá các bác. Thì chiều cao của nó thì cao được là 19 này. Đó, cao 19. Còn cái đường kính miệng trên này thì được là 5,5 này. Và đường kính đáy của nó thì được đường kính đáy là 6 cm nhá. Đó. Một cặp chân đèn cầy bằng đồng D22 800.000 nhá bác.
cặp chân lên cài bằng đồng D22 800.000. Đến mã số tiếp theo D23. D23 cũng là một cặp chân liền cày bằng đồng nha các bác. Cặp này thì nó có hình màu màu nâu sữa này các bác này. Đó, màu cà phê nhá. Đó, cặp này có hình màu cà phê. Đây cũng có hoa đào và có chim đi nhá. Đó, có hoa đào và chim. Trên đầu thì cũng có hai cái đầu mũi nhọn để cắm nến này. Đó. Rồi. Rất là đẹp luôn nha các bác, màu cà phê nhá. Đó, màu cà phê. Thì đường kích thước này, kích thước thì nó cao được cao 18,3 nha các bác, cao 18,3. Còn đường kính miệng trên thì được là 5 cm. Đường kính phần đáy thì được là 6,5 nhá. Đó. Một cặp chân đèn cày bằng đồng. Mã số D23 này là 750.000 các bác nhá. D23. Đó, cặp này 750.000. Và số tiếp theo D24 là một cái bình bông bằng đồng nhá các bác. Đó, bình bông bằng đồng. Thì ở bên ngoài người ta có phủ một cái lớp sơn này các bác này. Đó. Phủ một cái lớp sơn. Đó, nó bằng đồng nhá. Đây nó có một hai vết chày nhẹ ra, nó nhìn đồng vàng đây các bác nhá, nó bằng đồng vàng. Đó. Cái này thì về các bác bác nào có đánh tẩy hết cái sơn này đi là nó sẽ lộ đồng vàng ra nhá, rất là đẹp. Đó. Thì chiều cao của cái bình bông này thì nó sẽ cao được là khoảng 21,5 nhá. Đó, cao 21,5. Và đường kính miệng của bình bông này thì đường kính miệng của nó được 4,5 cm. Đó, đường kính phần đáy này 5,5 nhá, đường kính đáy 5,5. Đó. Đó, một cái bình bông bằng đồng mã số D24 450.000 các bác nhá. D24 450.000. D25 là một cái bình bông quả Nhật bằng thủy tinh. Đó, mới chưa xài còn nguyên trong hộp giấy đây này các bác. Nó còn nguyên tem mác ở bình đây nhá. Glasswell made in Japan nhá. Glasswell made in Japan. Thì nó bằng thủy tinh nhá các bác, và loại hình của nó là bằng hình vuông, và các cái viền ở bên ngoài của bình này thì nó người ta thiết kế nó lượn sóng nhá các bác. Đó, hình lượn sóng rất là đẹp. Chiều cao của cái bình bông này nó cao được 17 nhá. Đó, cao 17. Còn đường kính miệng bình thì nó sẽ được là 7,8 nhá. Đó, đường kính miệng bình 7,8. Đó, bình này thì các bác mua về sử dụng để cắm hoa tươi thì rất là đẹp này. Đây, có hình ảnh người ta cắm hoa tươi các bác. Đó, cắm hoa tươi rất là đẹp luôn nhá. Bằng thủy tinh nha các bác. Mã số D25 250.000 nha các bác. D25 250.000. Đến mã số tiếp theo D26 cũng là một cái bình bông. Bình bông này thì nó là bằng gốm của Nhật nhá. Đó, bằng gốm. Thì nó này, cái này nó màu xanh này các bác này, nhìn này không, em không biết là màu xanh gì đây nữa. Đó, màu xanh này thì cũng khá là đẹp nhá. Thì đây người ta, đây ở trên bình này thì có hình hai con chim công này các bác này. Đó, có hình hai con chim công và hình hoa đây các bác nhá. Đó, hình cây gì đây không biết nữa. Đó, và có hình hai con chim công nhá. Đó, hình hai con chim công. Ở phần dưới đáy của bình bông này thì cũng có mộc luôn các bác, nó mộc chuyện. Đó, đây bên trên viền này thì viền màu vàng này. Đó, viền bình màu vàng rất là đẹp. Thì cái bình này thì nó ngoại hình nó là hình vuông nhá. Đó, nó là hình vuông. Chiều cao của nó thì cao được là 28,5 này. Đó. Còn đường kính miệng bình thì nó sẽ được là đường kính miệng bình là 5,5 nhá. Đường kính miệng bình 5,5. Đó, một cái bình bông bằng gốm của Nhật có hình hai con chim công nhá. D26 400.000 các bác nhá. D26 400. Mã số tiếp theo D27 một cái gạt tàn thuốc lá bằng gang này. Đó, cũng còn rất là mới nha các bác. Đây thì người ta có đóng chữ nổi ở đây này các bác. Một dòng chữ nổi đây, bên trong này thì cũng có chữ nhá. Đây thì có hình như kiểu bông hoa cúc này. Đó. Và ở hai bên của cái gạt tàn này á thì người ta sẽ thiết kế mỗi bên có 4 cái rãnh. Đó, mỗi bên có 4 cái rãnh để các bác đặt điếu thuốc nhá. Đây. Mỗi bên có 4 rãnh để đặt điếu thuốc lá. Đó. Đây, phần dưới đáy của nó đẹp nhá, không có bị rỉ sét gì hết nhá. Chiều dài của cái gạt tàn này thì nó sẽ dài được là 27 này. Và chiều rộng thì rộng được là 13,5. Còn cái đường kính phần lòng trong này thì nó sẽ dài được là 18,5 này. 18,5. Và chiều rộng lòng trong này được 9 cm nhá. Và khoảng 8,5. Và độ sâu của cái gạt tàn này đây, cái lòng trong này nó sâu được là 3 cm này. Đó, sâu 3 cm.
một cái gạt tàn thuốc lá bằng gang D27 270.000 nhá. D27 là 270.000. Đến mã số tiếp theo. Số tiếp theo D28 nha các bác. D28 là một cái cây liềm này. Đó, cây câu liềm. Cây này thì chuyên sử dụng để cắt cỏ và vạc cỏ nhá, lưỡi mài một mặt. Đó. Đây, có chữ đóng ở mặt sau đây. Còn rất là mới, lưỡi sắc bén nhá. Càn gỗ thì tem mác của Nhật còn đấy các bác. Đó. Lưỡi một mặt nha các bác. Chiều dài phần lưỡi thì được là 14 này. Chiều rộng lưỡi là 4 cm và độ dày thì nó khoảng tầm 3 ly nhá, độ dày khoảng 3 ly. Đó, cắt cỏ và cỏ hoặc cắt dây leo cũng được nhá. D28 120.000. D29 là một cái cây kéo tỉa hàng rào. Con này thì lưỡi kéo nó là thép trắng không gỉ nha các. Nó thép trắng không gỉ. Càn gỗ còn mới này, tem của Nhật còn đây nhá. Cái này thì người ta cũng có sử dụng lướt rồi nhá bác. Đó, người ta xài rồi. Hai mấy lần rồi nhưng mà lưỡi không có mẻ thì về các bác có thể mài bén thêm nhá. Đó. Chứ con này lưỡi thì nó cũng chưa có được bén lắm, về các bác. Đây, tháo con ốc này ra mài thêm lưỡi nhá. Đó, lưỡi kéo thép trắng đẹp. Lưỡi thép trắng đẹp nha bác. Thì kích thước chiều dài tổng cả cán của cây này thì nó khoảng tầm 70 cm. Còn chiều dài lưỡi kéo thì được là 15,5 nhá. Đó. D29 250.000 nha các bác. D30 là một cái cây kéo tỉa hàng rào nhá. Cây này thì mới chưa xài nhá các bác. Đó, mới chưa xài. Đây có đóng hiệu đây nha các bác trên lưỡi kéo này. Đó, con này thì lưỡi kéo còn zin nguyên. Đó, lưỡi zin nguyên rất là sắc bén luôn nhá. Đó. Cái ốc chốt của nó đây là ốc rời, có thể tháo vào mài lưỡi kéo được nhá. Đây. Con này thì cũng là thép không gỉ nhá các bác. Thép không gỉ. Lưỡi rất là bén luôn nhá. Lưỡi thì nó hơi cong nhẹ. Đó, có đóng hiệu đây. Và phần cán của cái này thì nó là bằng cán nhôm nhá. Cán nhôm thì các bác sử dụng thì nó rất là nhẹ nhàng, dễ sử dụng này. Tem mác trên cán còn đây nhá. Chiều dài tổng cả cán của cây này thì nó khoảng tầm 65 cm. Còn chiều dài lưỡi kéo thì được chiều dài lưỡi kéo sử dụng thì nó khoảng tầm chiều dài lưỡi kéo sử dụng thì được khoảng tầm 11,8 nhá. Đó. Khoảng gần 12 cm. Mã số D30. Đó. Con này rất là mới nhá. D30 300.000 nhá các. D30 300. D31 là một cái cây kéo tỉa hàng rào hiệu Katsune nhá. Cái này thì phần cán đặc trưng là cán trắng đỏ này. Đó, cán trắng đỏ. Đây tem mác trên cán còn đây. Đây, lưỡi kéo thì em mài rất là sắc bén luôn nhá các bác. Nó về các bác sử dụng thôi. Ốc là ốc rời. Đây, có đóng hiệu Katsune trên con ốc chốt đây nhá. Bề mặt lưỡi của nó thì cũng còn khá là đẹp. Đó. Đây. Lưỡi bén nha các bác. Đó, lưỡi rất là bén. Con này thì lưỡi và cán cũng rất là dài luôn. Thì tổng chiều dài cả lưỡi và cán thì tổng chiều dài cả lưỡi và cán nó khoảng tầm 76 cm nha các bác. Đó. Tổng chiều dài của cây hết cây kéo này là 76 cm, còn chiều dài lưỡi này. Lưỡi thì dài được tới 17,8 nhá, gần 18 cm. Đó, lưỡi rất là dài. Mã số D31 320 nha các bác. D31 320. D32 là một cái cây kéo cắt cành trên cao này. Đó, con này thì lưỡi kéo thì nó là thép rèn thủ công của Nhật nhá. Đó, lưỡi thì em mài lại rồi nhá các bác, mài rất là bén rồi nhá. Đây. Đây, phần lưỡi kéo người ta thiết kế rất là đẹp. Lưỡi kéo mài bén lại rồi nhá. Đó. Lưỡi là hàng rèn thủ công, bề mặt lưỡi đẹp không rỗ rỉ gì cả nhá. Đó. Phần cán cái này thì còn rất là mới nhá các bác. Đó, cán còn đẹp chắc chắn nhá. Thì tổng chiều dài của cây kéo tiền vào này thì nó, tổng chiều dài cái kéo cắt cành này là 60 cm nhá. Còn chiều dài lưỡi của nó thì được khoảng lưỡi là 7,5 nhá. Đó, lưỡi kéo thì phần lưỡi sử dụng được 7,5 cm. Đó, một cây kéo cắt cành trên cao nhá. D32, cái này 280.000. D33. D33 một cái kéo cắt gà cắt vịt nha các bác. Đó, con này thì còn đẹp này các bác này. Đó, trên lưỡi kéo thì có hiệu đây, Gulling hai hình người này. Đó. Made in Germany đây nhá. Đó. Đây thì nó có một cái chốt gài ở đây nha các bác. Đó. Lưỡi bén nhá. Đây, phần lưỡi của cái này người ta có thiết kế nó võng xuống này các bác này. Đó, nó lõm xuống để khi các bác có cắt đó, cắt gà cắt vịt thì nó sẽ chống trơn trượt nhá. Đó. Phần cán thì được phủ một cái lớp sơn màu bạc rất là đẹp.
Chiều dài của cây kéo cắt gà này thì nó sẽ dài được 25 cm nhé. D33 150.000 nhé. D3 150.000. D34 một cái cây kéo bướm nhá các bác. Đó, cây kéo bướm này còn rất là mới đây, lớp sơn đen còn đẹp nhá. Và trên cán của nó thì có đóng mộc của Nhật đây nhá. Đó, mộc mà nó hơi khó nhìn đấy các bác. Đó, nó có mộc ở trên cán luôn nhá. Đây, lưỡi kéo thì còn đẹp sắc bén nhá, không xước mẻ gì hết nhá các bác. Đó, lưỡi kéo không xước mẻ gì. Chiều dài của cây kéo bướm này thì nó dài được 18,5 nhá. Đó, dài 18,5. D34 130 nhá các bác. D34 130. D35 là một cái cây búa đinh này các bác này, búa đóng đinh và nhổ đinh, búa lùn nhá. Đó, con này cán gỗ và cán có đóng chữ này, tem mát còn đây nhá. Đó. Trên đầu đóng đinh thì có 5 châm để hít đinh, cán người ta đổ keo chắc chắn này. Đó, đầu chữ V đẹp nhá. Chiều dài của cây búa đinh này dài được là 16 cm. Chiều dài đầu búa thì được là 11 cm, đường kính đầu đóng thì được là 2,3. Và cân nặng của cây búa này được 350 g nhá. D35 150.000. D36 là một cái cây búa dành cho mấy bác mà có hay đi cắm trại nhá các bác. Đó, hay cắm trại dã ngoại này. Cây này thì chưa qua sử dụng. Đó, còn mới. Đây, nó có một đầu đóng là đầu tròn, chưa xài nhá. Đó, và một cái đầu móc đấy các bác này. Cái này thì bác đi cắm trại để sử dụng để đóng cọc lều trại nhá. Đó, đóng cọc lều trại. Đây, đầu này để đóng cọc và đầu móc này để nhổ cọc lều trại nhá các bác. Đó. Này gọi là búa dã ngoại nhá. Đó, càn gỗ còn rất là đẹp. Đây có một cái sợi dây người ta cột ở phần đuôi này. Thì chiều dài của cây búa này thì nó sẽ dài được 28 cm. Chiều dài phần đầu búa thì được là 11,5. Đường kính đầu đóng là 3 cm nhá. Cân nặng của cây búa này nặng là cây búa này nó nặng được 600 g nha các bác, nặng 600 g. D36 350.000 nhá. D36 350.000. D37 là một cái cây búa hàng sưu tầm nhá các bác. Đó, con này thì còn mới chưa qua sử dụng này. Cán còn nguyên tem á. Và ở trên đầu búa thì người ta có khắc thủ công này các bác này. Đó, khắc thủ công. Một bên thì có hình rồng này các bác. Đó, khắc thủ công hình rồng. Bên này thì có khắc hình con hổ nhá. Đó. Một bên hình rồng, một bên hình hổ. Chưa xài, để bãi thì nó có đầu búa nó có một số vết ố rỉ sét một tí thôi các bác nhá. Đó, chưa xài đâu. Hai cán gỗ còn nguyên tem của Nhật này. Hiệu của nó là Susa Sesakuso. Đó. Đó, cái này người ta khắc thủ công nha các bác. Đó, khắc thủ công một bên rồng, một bên hổ. Đó. Chiều dài cây búa này thì dài được 33 cm. Chiều dài phần đầu búa là 9 cm. Đường kính đầu đóng của nó thì được là khoảng 2,3 nhé. Và cân nặng của cây búa này thì nặng được 500 g nha các bác. Nặng 500 g. Và số D37 550.000 nhé. D37 550.000. D38 là một cái cây búa bi hiệu OH nhé. Đó, cây này thì mới chưa xài nhá, chưa qua sử dụng đâu các bác. Đây trên đầu búa có đóng hiệu OH này. Đây, đầu búa thì láng o luôn, chưa có bị chày trượt cấn dập gì hết này. Đó, đầu búa đẹp nguyên nha các bác. Đó, đầu số 1 này, đầu bi đây cũng đẹp, láng đẹp nhá. Đó, chốt nêm chắc chắn, cán còn đẹp. Chiều dài của cây búa bi này thì nó dài được 31 cm. Còn chiều dài phần đầu búa được 10 cm, đường kính đầu đóng của nó khoảng 2,5. Và cân nặng của cây búa bi này thì nó nặng được là 600 g nhá. Đó, cây này nặng 600 g. D38 180.000 nhá. D39 là một cái cây búa chuyên sử dụng để gõ xỉ hàn nhá các bác, hiệu OH. Đó, cây này thì cũng mới chưa xài này. Đó, cán còn mới tinh nha các bác. Đây, trên đầu búa thì có đóng hiệu OH đây nhá. Chưa qua sử dụng. Đó, đầu búa đẹp nguyên. Đầu này là đầu 3/4 nhá. Đó, nó có một đầu tròn, đầu đóng đầu tròn và một đầu mũi nhọn đây nhá. Đó. Cái này để chuyên sử dụng để gõ mối xỉ mối hàn các bác nhá. Thì chiều dài phần cán của cái này dài 41 này. Đó, cán dài 41, còn chiều dài phần đầu búa thì được 13. Đường kính phần đầu đóng của nó thì được khoảng tầm 2 cm nhá. Đó, và cân nặng của cây búa này nặng 500 g nha các bác. Đó, nặng 500 g, một cây búa gõ xỉ hàn. D39 180 nhá. D39 180. D40, một cây búa tạ, búa bát giác các bác nhá. Hiệu cái này hiệu Dokju. Đó, Dokju made in Japan. Đây, phần đầu búa thì nó là thép rèn. Đây, đầu búa còn đẹp nhá. Đó, đầu búa còn đẹp. Hai đầu búa đẹp nha các bác. Cái này người ta xài lướt thôi, người ta xài một hai lần nữa nha các bác.
Đó, phần cán thì là cán ống thép nên là cây này các bác xài nó rất là bền luôn, tay cầm được bọc cao su, tay cầm bọc cao su nó có một hai vết chảy xước nhẹ thôi, nó hiệu Dokdo Made in Japan, cây này các bác xài rất là bền luôn nhé. Đó, cán ống thép, cân nặng của cây búa này nặng được 900 gram nhé các bác, nặng 900 gram và chiều dài của cây búa thì dài 28 này. Đó, đường kính phần đầu đóng của nó thì được khoảng tầm 2,8 sen nhé, 2,8. Đó. D40, cái này 230 nhé các bác, D40 230. D41 là một cái cây nhổ đinh loại nhỏ nhá. Đó, con này thì cũng còn rất là đẹp. Đó. Đây, có đóng chữ Japan đây nhá các bác. À, có đóng chữ Japan này, đó, hai đầu chữ V nhổ đinh. Đó, đầu chữ V nhổ đinh còn đẹp nhá. Hai đầu trên đầu dưới đẹp nguyên. Chưa bị chảy nhá các bác. Đó, tem mác của nó còn đây các bác. Cây này thì dài được 36 nhá. Đó, dài 36 cm. Bác sử dụng nhổ đinh nhỏ trong nhà nhé. D41, cây này 120. D42 cũng là một cây xà beng nhổ đinh. Con này thì nó là người ta mạ một cái lớp để chống rỉ này và để do hàng bãi. Đây, để bãi thì nó có một số vài chỗ nó chóc ít xi mạ đây nhá các bác. Đó. Nhưng mà phần đầu nhổ đinh của nó thì cũng còn đẹp nhá. Đây, đầu nhổ đinh còn đẹp này. Đó, và nó có một cái đầu dẹp đây. Đầu dẹp thì các bác bảy lại gì các bác bảy nhá. Thì chiều dài của cây xà beng nhổ đinh này dài được cái này dài được khoảng tầm 44,5 nhá. Đó, dài 44,5. Mã số D42 150.000 nhá các bác. D42 150.000. D43 cũng là một cái cây xà beng nhổ đinh. Đó, cây này loại lớn hơn. Con này thì chưa xài thì để bãi thì nó có một vài vết nó chóc một ít sơn mạ này đó, chứ tem mác của nó còn nguyên đây nhá các bác. Chiều dài của cây nhổ đinh này dài được 60 cm nhá. Đó, dài 60 cm. Đây, đầu chữ V nhổ đinh đẹp nhá các bác. Đó, đầu chữ V nhổ đinh còn đẹp. À, nó cũng có một cái đầu dẹp này để các bác bảy nãy gì các bác bảy nhá. Đó, dài 60 cm nhá các bác. Đây, lớp sơn mạ nó băng chóc một vài chỗ rồi. D43, cây này 230 nhá. D43 230.000. D44, D44 là một cái cây gậy trống dành cho người già bằng đồng nhé các bác. Nó một cây gậy trống bằng đồng. Cái này thì được đúc bằng đồng này. Phần đầu của nó thì người ta đúc hình đầu con chim đại bàng nhé các bác. Đó, đầu chim đại bàng. Đó, có mộc đây nhá. Đó, đầu chim đại bàng nhá. Rất là đẹp. Đây, trên phần cán thì người ta thiết kế nó có các cái đốt như kiểu cây tre, cây trúc ấy các bác. Đó, phần chân thì có một cái miếng cao su để chống trơn trượt này. Đó. Chiều dài của cây gậy trống này thì dài được 90 cm nha các bác. Dài 90 cm. Các bác mà có ông bà bố mẹ lớn tuổi ở nhà đi lại khó khăn thì có thể mua về tặng ông bà bố mẹ nhé. Đó. Một cây gậy trống bằng đồng có hình đầu con chim đại bàng. Mã số D44 620.000 nha các bác. D45 là một cái cây cuốc nhỏ này. Đó, cái này cán còn đẹp nhá. Đây, bề mặt lưỡi là thép thủ công của Nhật nha các bác. Đó, lưỡi còn đẹp. Cái này thì về các bác có thể đóng thêm chốt nêm vào cho nó chắc chắn nha các bác. Đó, nó chưa được chắc lắm đâu. Thì chiều dài cán của cây này thì nó sẽ dài được là 36 này. Còn chiều dài phần lưỡi cuốc thì được là 11. Chiều rộng lưỡi của nó thì được là 7 cm nhá. Và độ dày thì nó khoảng tầm 4 ly nha các bác. Mã số D45. Đó, cây cuốc nhỏ này 170 nhá. D45 170.000. D46 là một cái lưỡi cuốc chim. Đó, lưỡi cuốc chim này. Còn đẹp nhé các bác, lớp sơn còn mới này. Đó, một đầu cuốc và một đầu mũi nhọn. Đây, cái đầu mũi nhọn của nó thì các bác có thể thấy rất là dày dặn và cứng cáp luôn nhá. Đây, phần lưỡi của nó, lưỡi cuốc rất là dày luôn. Đó. Tổng chiều dài của lưỡi cuốc chim này thì nó sẽ được là 30 tổng chiều dài 36,5 nhá. Chiều dài phần lưỡi cuốc thì được là 14,5. Chiều rộng của lưỡi cuốc thì được là 5,5 nhá. Đó. Độ dày này thì nó khoảng tới phải tầm 8 ly các bác, đó 8 9 ly. Còn chiều dài phần đầu mũi nhọn này được 16 nhá. Đó. D46 220 nhá các bác, D46 220. D47 cũng là một cái lưỡi cuốc chim. Đó. Lưỡi này thì cũng còn đẹp này, không có rỗ để gì nhá các bác. Đó. Đây, không rỗ để gì nhá, còn đẹp. Thì chiều dài tổng của lưỡi cuốc chim này được 27,5 và chiều dài phần lưỡi cuốc được 10 cm. Bản lưỡi cuốc thì rộng được là 4,8 nhá và độ dày lưỡi này là 5 ly này.
Còn chiều dài phần đầu mũi nhọn này được 10,5 nhé, 10,5. Một lưỡi con chim D47 180 nhé các bác, D47 180. D48 là một cái lưỡi đây, lưỡi chép để sử dụng đánh rễ cây nhé các bác. Nó đánh rễ cây hoặc là đào măng nhá. Đó, lưỡi hai mặt, lưỡi sắc bén không có mẻ nhá. Rồi, có mộc của Nhật đây nhá các bác. Đó. Cái lỗ trên cán của nó là hình vuông thì về các bác đóng cán vào sử dụng nhá. Chiều dài lưỡi này được 13 này. Chiều rộng lưỡi của nó là 9,5 nhá. Đó. Lưỡi hai mặt nhá các bác. Hàng đèn thủ công Nhật. D48 lưỡi này 130.000 nhá. D48 130. D49 là một cái lưỡi rìu bổ nhá các bác. Đó, lưỡi rìu bổ. À, hàng đèn thủ công của Nhật luôn, chữ mộc khắc thủ công. Đó. Cái lưỡi này thì nó hình dáng nó cong này các bác này, dáng cong. Lưỡi thì người ta cũng có sử dụng rồi các bác nhá, nên là bên hông đây nó có một vài vết cấn dập nhẹ rồi này. Đó, trên đầu đóng thì nó cũng có một vài vết cấn dập nhẹ. Đó, nhưng mà xài thì cũng còn khá là ngon, lưỡi thì em mài bén rồi nhá. Chiều dài lưỡi rìu bổ này dài được 20 cm này. Chiều rộng lưỡi của nó thì rộng được 6 cm nhá. Và độ dày khoảng 2,8. Cân nặng của lưỡi này nặng được nó nặng 1,2 kg nhá các bác, nặng 1,2 kg. D49 280 nhá, D49 280. D50 là một cái cây rìu chặt này, đó, một cây rìu chặt. À, con này thì lưỡi em mài bén rồi này. Bề mặt lưỡi đẹp các bác nhá, không rỗ thì gì cả nhá. Đó, phần cán thì còn đẹp. Thì chiều dài cán của cây này dài 30 nhá. Còn chiều dài lưỡi được con này lưỡi dài là 12,8 này. Và chiều rộng lưỡi của nó được là khoảng 6,5 nhá. Đó, khoảng 6,5. Và cân nặng của cây này thì nặng được 600 g nhá các bác. Đó, nặng 600 g. D50, cây này 220 nhá. D50 220. D51 là một cái cây dao chặt, dao đi rừng nhá các bác. Đó, con này lưỡi hai mặt 3 lớp thép nhá. Đó, cũng thép rèn thủ công của Nhật, bề mặt lưỡi còn đẹp. Đây có đóng mộc đây nha các bác. Đó, có mộc đây nhá. Lưỡi hai mặt 3 lớp thép, lưỡi thì em mài bén rồi nha các bác. Đó. Phần đầu đóng thì phần sống dao thì nó cũng có một vài vết dập nhẹ một xíu thôi. Đó. Cán cũng còn khá là đẹp. Đó. Chiều dài tổng cả cán của cái này được 36 nhá. Còn chiều dài lưỡi được 13,5 này. Chiều rộng lưỡi của con này thì được là 7,5 cm. Và độ dày lưỡi của nó thì dày được con này lưỡi dày 8 ly nhá các bác. Đó, lưỡi dày 8 ly. D51 350.000 nhá các bác. D51 350.000. D52 là một cái cây dao bếp nhá các bác. Đó, một cây dao bếp. Đó, con này thì 3 lớp thép này. Đó, 3 lớp thép, lõi của nó có dỉ vào ốp không dỉ nhá các bác. Đây, chữ khắc thủ công này, DP này. Đó, lõi có dỉ vào ốp không dỉ. 3 lớp thép, thép kẹp nhá. Lưỡi thì em mài qua rồi, về các bác xài các bác có thể mài thêm nhé. À, cán gỗ hai đinh chốt này. Chiều dài lưỡi của cây dao này thì lưỡi dài 16, chiều rộng lưỡi là khoảng tầm 4 cm và độ dày thì nó khoảng 2 ly nhé. Đó, độ dày 2 ly. Đó, một cây dao bếp 3 lớp thép D52 190.000 nhé. D53 cũng một cây dao bếp 3 lớp thép nha các bác. Đó, con này cũng 3 lớp thép. Đó, lõi có dỉ vào ốp không dỉ luôn nhé, chữ khắc thủ công này. Đấy thì nó có một vết nó nhăm nhăm ở đây một tí thì các bác này. Đó. Ba lớp thép lõi gì vào ốp không gì, hai mặt chữ nhá. Đó. Đó, lưỡi khá là bén. Cán hai đinh chốt này các bác. Cán gỗ hai chốt, tem mác trên cán còn đấy nhá. Chiều dài lưỡi của con này thì dài được 16,5, chiều rộng lưỡi là 4,3. Và độ dày thì con này khoảng 1 đi rưỡi nhá. Đó. Đây 53. 190 nha bác, D53 190. D54 là một cái cây dao bếp. Đó, con này vân búa đây, còn rất là mới này các bác này. Đó, có vân búa và vân Damascus nhá. Lưỡi rất là bén luôn, con này lưỡi rọc giấy được cho các bác. Đó, lưỡi cắt giấy được luôn. Đó, đây, vân dấu đóng búa nhá. Đó, cái khâu là bằng khâu thép này và phần cán gỗ là cán gỗ bát giác nha các bác. Cán gỗ bát giác. Đó, con này thì rất là đẹp rồi. Bác nào chơi dao có thể mua cây này về để sưu tầm nhé. Chiều dài lưỡi của con này thì dài được 20, chiều rộng lưỡi là được 4,7 nhé. Và độ dày lưỡi của con này thì dày được khoảng 2 ly rưỡi. Đó. Một cây dao vân dầu đóng búa, cán gỗ bát giác D54, cây này 550.000 nhé. D54 550.000.
đây 5 năm một cái cây dao nhỏ này. Đó, con này có một cái bao da đây, lưỡi có bao da có chốt gài nhá các bác. Con này thì các bác sử dụng để gọt trái cây này hoặc cắt chanh, hành, thỏi, ớt nhá. Đó, có chữ đóng chìm ở trên lưỡi và có đóng hình ngôi nhà đây các bác nhá. Phần khâu thì người ta mạ vàng đây các bác. Có cán màu xanh, hai đinh chốt. Chiều dài của cây dao này thì nó sẽ dài được khoảng tầm 15,5 nhá. Đó, dài 15,5. Đó, một cây dao nhỏ có lưỡi có bao da luôn nhá. D55 160.000 nhá. D55 160. D56 là một cái cây dao gấp cán được ốp bằng sừng nhá các bác. Đó. Một cây đây cây dao gấp này. Cán thì được ốp bằng sừng này sừng nai hoặc sừng hiêu nhá các bác. Đó, được ốp bằng sừng ở hai bên chắc chắn. Phần lưỡi của cây này thì em có vệ sinh rồi. Thì về các bác có thể đánh bóng thêm cho nó sáng ra nhá. Đó, nó vẫn còn một vài vết ố nhăm nhăm đen một xíu thôi. Đó. À, phần khâu của cái này là khâu đồng nhá các bác, khâu đồng, cán được ốp sừng hai bên. Thì tổng chiều dài cả cán của cây này nó khoảng được 19,5 này. Còn chiều dài lưỡi của nó thì dài được khoảng tầm lưỡi con này dài được khoảng 6,8 nhá. Đó, thì cái này mấy bác mà có hay đi câu có thể sử dụng để cắt dây câu nhá. Đó, gấp gọn lại. Rất là gọn. D56 cái này 200.000 nhá các bác, D56 200. Số tiếp theo D57. D57 một cái cục đe của Nhật nhá các bác. Đó, một cục đe. Cái này mới chưa qua sử dụng, hiệu Eron đây nhá các bác. Đó, tem mác hiệu Eron này. Đó, bên trong thì có đóng chữ Japan đây nhá. Đó, bên này có đóng chữ Japan. Đó, đe mũi thuyền nhá các bác, đe mũi thuyền. Ở phần chân của nó thì có 4 cái lỗ để các bác có thể bắt vít vào tấm gỗ hoặc là bàn nhá. Đó, mới chưa xài luôn. Đó, một cục đe hiệu Eron. Thì kích thước thì chiều dài tổng mặt đe này được 14 cm này. Còn chiều dài của cái mặt đe sử dụng thì nó được là 9 cm nha các bác. Chiều rộng của mặt đe thì chiều rộng mặt đe là 4.5 nhá. Đó, 4.5. Chiều cao của cục đe này thì nó sẽ cao được là 6,5 và cân nặng của nó là 650 g nhá. Đó, cân nặng 650 g. Đó, nó còn nguyên trong cái bọc ni lông đây nha các bác. Đó, chưa qua sử dụng, mới nguyên, hiệu Eron. Đó, nặng 650 g nhá. D57 cục đe này 600.000 nhá. D57 600.000. D58 thì ở đây em có hai cái bộ vít này. Đó, cái này D58 em bán hai cái bộ vít như này 160 nha các bác. Đó. Đây. Đây bán combo hai bộ vít luôn nhá. Đó, hàng Nhật nha các bác nhá, chưa xài, còn nguyên trong bọc đây. Đây, cái bộ vít này thì nó sẽ có là một cái cây cần nối này. Đó, cây phần cán cần nối. Và đây thì nó có các cái đầu cộng, ba đầu cộng. Đó. Ba đầu cộng này, 0 1 2 này. Đó. Đầu trừ 6.0 này, 2.5. À, đầu trừ 6.0, đầu các đầu lục giác 2.5, 3.0 này, 4.0. 5 chấm và 6.0 nhá. Đó. Đây, có các thông số đây các bác tham khảo nhá. À, bên này thì nó có các cái đầu lục giác nữa này. Đây, các cái đầu mở khóa lục giác nữa. Thì đầu nó từ 7 8 10 11 12 13 nhá. Đó, hàng bãi chưa xài đúng không ạ? Nó để bãi thì nó một số vài vết reset rồi dính bẩn một xíu thôi. Đó, mở khóa lục ra. Đây. Đây, và cái cây cần nối của nó đây nha các bác. Đó, cây cần nối đây. Đó. Đây, còn phần các cái đầu vít đây. Em tháo hết ra cho các bác xem luôn. Đây, các cái đầu vít của nó đây nhá. Đó, 4 đầu cộng, 1 đầu trừ. Và có 5 đầu lục giác nhé. Đó, 5 đầu lục giác. Đó. À, tổng một bộ vít của nó là như thế này nhé các bác. Đó. Còn nguyên trong bọc đây. Thì cái này em bán là 2 bộ như thế này nhé các bác. Combo 2 bộ D58 160.000 2 bộ nhé. Rất là rẻ luôn các bác. D58 160.000 2 bộ vít nhé. Đó. Giá rất là rẻ cho các bác. Sao về sử dụng nhé. Đến mã số tiếp theo D59. D59 là một cái cảo bạc đạn vòng bi nha các bác. Đó, cảo bạc đạn vòng bi loại lớn này. À, cảo này thì còn rất là đẹp luôn nhá. Đó, lớp xi mạ rất là mới. Và có hiệu đây các bác, Bluepon này. Đó, Bluepon. Cảo hai chấu nha các bác. Đó, cảo hai chấu. Và chất thép của nó là chrome vanadium, rất là cứng cáp luôn. Đó. À, phần đầu mũi nhọn này nha các bác, còn đẹp. Thì về kích thước này
chiều dài của cái trục ở giữa này thì nó sẽ dài được là 21 nhá, còn chiều dài của cái chấu này thì nó sẽ chiều dài chấu này thì nó sẽ dài được cũng 21 luôn nhớ các bác. Đúng rồi, cái chấu này nó cũng dài khoảng 21. Đó, cái chấu này dài 21 và cái trục ở giữa này cũng dài 21 luôn nhá. Đó, một cái cảo bạc đạn vòng bi. Đó, cảo bạc đạn vòng bi của máy móc nha các bác. Đó. Cảo hai chấu. Mã số D59. D59 308 nha các bác. D59 380.000. D60 là một cái cây kìm mỏ quạ. Đó, con này thì chưa qua sử dụng này. Còn rất là mới, hiệu Sanki nha các bác. Size 250. Dài 25 cm nhá. Đó, lớp xi mạ còn đẹp. Đây, phần răng lợi của cây này thì cũng còn đẹp đây nhá. Chưa bị chày trượt cấn dập gì hết nhá. Đó, răng còn đều thẳng tắp luôn nha các bác. Đó. Đó, chiều dài 25 cm, hiệu Sanki nha các bác. Mã số D60 180 nhá. D60 180.000. D61 cũng một cây kìm mỏ quạ. Cái này hiệu Lotter nha các bác, có hình con tôm này, size 250 cũng dài 25 cm. Cái này thì răng lợi của nó cũng còn đẹp, mà để bãi thì nó bị dính nước các bác, nên là nó có một số vết ố vàng đây thôi. Đó, chứ răng lợi thì còn đều nhá. Đây, răng lợi chưa bị chảy trượt đâu các bác. Phần răng thì nó dính một số vết ố vàng thôi. Đó. Chứ răng nó còn đẹp nhá các bác. Đó. Em kiểm tra kỹ hết phần răng của nó rồi. Đây, phần đuôi thì có một đầu tôi vít trừ đấy nhá các bác. Đó, đầu vít trừ này. Đó, hiệu Lotter. Mã số D61, cái này 200 nhá. D61 200. D62 một cây kìm bấm chết kẹp hàn nhé các bác. Đó, con này thì hình thức cũng còn tương đối là đẹp. Đó, đây. Đó, trên đây thì có đóng hiệu với bác Kakuta Henbei Tokyo Shinagawa nhé. Đó, kẹp cũng khá là chắc chắn nha các bác. Đó, cái này thì có thể sử dụng kẹp những cái miếng sắt miếng thép, hoặc là chuyên sử dụng để kẹp sắt hộp nhé các bác. Đó, kẹp sắt hộp nhé. Một cây kìm bấm chết, chiều dài của nó thì dài được là 23 nhé. Đó, dài 23. Mã số D62 300.000 nhé. D62 300. D63 là một cái cây mỏ led này các bác này. Cái mỏ led này thì mới chưa xài các bác nhé. Đó, size 250mm, hiệu Sanki, có dấu nội địa Nhật đây nhé, hàng nội địa Nhật, và chất thép là forged chrome vanadium này. Đó, Japan này. Đó, có đóng chữ Japan luôn nhé, forged CRV. Đó, còn mới nguyên như các bác. Cái này thì các bác có thể mua về xài hoặc sưu tầm cũng được. Đó, rất là mới. Đây, phần cái ngàm của nó đây các bác có thể thấy này. Đó, ngàm đẹp nguyên. Đó, khít nguyên nha các bác, chưa bị chảy trượt gì hết nhá. Size 250 thì miệng nó sẽ mở được là tối đa là khoảng 3 cm nha các bác. Đó, được mở tối đa 3 cm. Đây các bác có thể thấy ngàm này. Đó, ngàm đẹp nhá. D63 220 nha các bác. D63 220. D64 là một cái cây cần tự động đầu 1/2 nhá. Đó, một cây cần tự động, cái này đầu 1/2. Đó, đây thì nó có đóng hiệu đây quát này. Wakio Japan, chất thép CRV nhá. Đó, Wakio Japan chất thép CRV. Phần tay cầm thì được bọc nhựa này. Đó, tay cầm bọc nhựa. Đó, và có công tắc để xoay chiều và đảo chiều đây nhá. Đó. Đó, xoay chiều đảo chiều. Chiều dài của cây cần tự động này thì nó dài được là 24,5 nhé. Đó, dài 24,5. Đó, một cây cần tự động đầu 1/2. D64 150.000 nhé. D64 150.000. D65 là một cái cây mở đá mài nhé các bác. Đó, mở đá mài của máy cầm tay. Cái này hiệu Top Japan nhé. Đó, Top AP gạch 1030 Japan. Cái này thì hàng người ta xài lướt thôi các bác nhé. Đó, đầu thì cũng còn đẹp nhé, hai cái đầu mở để mở đá mài. Đó, có một con ốc vặn ở đây này. Đó, tay cầm thì được bọc cao su. Chiều dài của cây mở đá mài này thì nó dài được 19 cm nhá. Nó dài 19 cm. D65 100.000 nhá các bác. D65 100. D66 một cây đục bê tông cầm tay. Đó, con này thì mới chưa qua sử dụng và phần lưỡi của nó là lưỡi cong nhá. Đó, lưỡi cong. Đây, hiệu Mokuba còn nguyên lớp sơn này các bác này. Tay cầm được bọc cao su nhá, Mokuba Japan này. Đó, đầu đóng còn nguyên sơn luôn nhá, mới chưa xài. Đó, lưỡi là lưỡi cong nha các bác, lưỡi đục đẹp này. Chiều dài của cây đục bê tông này thì dài được 22 cm, còn phần lưỡi sử dụng của nó thì rộng được lưỡi sử dụng rộng khoảng tầm 3,8 nhá. D66 150.000 nhá. D66 150.000. D67
là một cái cây đục bê tông cầm tay luôn nha các bác. Đó, phần tay cầm thì cũng được bọc cao su này, còn đẹp nhá. Đây, phần lưỡi đục cũng còn đẹp, lưỡi đục rất là dày luôn này. Đó, phần đầu đóng của nó đây nhá. Chiều dài của cây đục bê tông cầm tay này dài được 23, phần lưỡi sử dụng thì rộng được khoảng tầm 5 cm nhá, lưỡi sử dụng rộng 5 cm. Và độ dày của lưỡi đục này thì nó dày tới 6 ly các bác, rất là dày. Đó, D67 150.000 luôn nhá. D68 D68 một cái cặp móc lốp xe này các bác này. Cặp này thì một cây là hiệu logo hình đầu con đại bàng này, một cây hiệu Aura nhá. Đó, nó đều dài 24 cm nhá các bác. Đây, cây này có đồng chữ Japan này. Đó, Tiger Niver. Một đầu là đầu cong nhá các bác. Đó, một đầu cong và một đầu là đầu dẹp này. Đó. Chất thép là thép rèn Drop Forged Alloy Steel. Nên là nó xài rất là bền và cứng cáp nhá. Nó dài 24 nhá các bác. Có cặp này dài 24 cm. D68 một cặp này 220 nhé, D68 220. D69 là một cái tẩu thuốc lá nhé các bác, một cái tẩu thuốc bằng đồng. Đó, tẩu thuốc được đúc bằng đồng. Đây thì một bên nó có hình con phượng này, và một bên này có hình con rồng đấy các bác. Đó. Đây. Đó, một cái tẩu thuốc bằng đồng các bác mua xài hoặc sưu tầm cũng được nhé. Chiều dài thì nó dài được 10 cm này. Đó, dài 10 cm. Đây, cái phần để các bác nhét thuốc vào đây thì nó đường kính nó được khoảng tầm 9 ly nha các bác. Đó, khoảng tầm 9 ly. Đó. Đó, một cái tẩu thuốc bằng đồng nhá. D69 250.000 nha các bác. D70 là một cái khui bia được đúc bằng đồng nhá. Đó, khui bia được đúc đồng. Thì cái này thì nó có kiểu dáng hình cô gái này các bác này, cô gái người châu Âu đang cầm cái quạt che mặt nhá. Đó, cô gái người cho chân đi giày cao gót. Đó, chân đi giày cao gót cầm quạt che mặt nha các bác. Đó, một cái khui bia thì chiều dài của nó thì dài được là 22 nha các bác, dài 22. D70 khui bia này 280 nhá. D70 280.000. Mã số tiếp theo D71. D71 là một cái bộ gồm có một cây cần vạn này. Đó, một cây cần vạn đầu 1/2 và một cái bộ đầu khẩu gồm có là 9 cái đầu khẩu nha các bác. Đó, 9 cái đầu khẩu. Đây. Đây, nó có một cái cây cần vặn đây nha các bác, có đóng hiệu này. Đó, hiệu TAC này, chất thép CRV. Đây, đầu là đầu 1/2 nhá. Đây, nó có hai đầu vặn luôn. Đó. Và chiều dài của cái cây này thì nó dài được là cây này dài 24,5 nha các bác, dài 24,5. Cái bộ đầu khẩu của nó thì nó sẽ gồm 9 cây và cây nhỏ nhất là cây số 8 này đến số 10. Đây, cây nhỏ nhất là từ cây số 8 đến số 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 và 24 nhé. Đó. Đây, chất thép là chất thép chrome vanadium nhé. Đó. Đây, chất thép chrome vanadium. Đây, cái này thì các bác có thể lắp vào hai đầu được luôn này. Đó, đây, lắp hai đầu nhá. Đó, các bác có thể sử dụng hai đầu như này được nhá, rất là tiện luôn. Đó, sử dụng hai đầu để vặn. Đó, một bộ như này gồm có một cái cây cần vặn như này và 9 cái đầu khẩu nhá các bác. Đó, 9 đầu khẩu để em đọc lại này. Từ cây nhỏ nhất là số 8 xuống 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 và 24 nhá. Đó. Một bộ như này D71 180 nhá các bác. Đó, bộ này có 180.000 bộ này thôi, cũng rất là rẻ nhá. D71 180.000 bộ này.